cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trông nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi không cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha tôi nhìn tôi dại khờ. Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăn tang sầu heo hắt, khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bye.
Từ lúc sinh thời cho đến tuổi cao, cụ sống giản dị chân tình. Công tác xã hội, việc gia đình, cụ đều chăm lo hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Cụ luôn biết quan tâm đến mọi người, nên cụ cũng được nhiều người yêu, tin và kính trọng. Trong gia đình, cụ là người mẫu mực, sống trọn đời, thủy chung, son sắt. Đối với con cháu xa gần, gái, trai, dâu, rể, bình đẳng, nên gia đình hòa thuận, nề nếp. Đúng là cha mẹ cần mẫn thật thà, nên con cháu cũng nếp na chuyên cần. Cụ để lại muôn vàn tình yêu thương. Với cụ bà, người vợ hiền đảm đang trung hậu, đã cùng cụ đi suốt cuộc đời, từ thuở hàn vi đến ngày no ấm. Tình thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc, có phần về sau. Được tin cụ 250 quy tổng thiên tổ, bà con lối xóm, nghĩa khách gần xa, đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang thương. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng, con cháu xin ghi lòng tạc dạ và xin được cúi đầu đa tạ. Cụ để lại muôn vàn tình yêu thương. Cụ thương quý cháu con, gái trai, dâu rể, nội ngoại chan hòa. Cụ luôn mong cho con cháu vui, nhà nhà hạnh phúc. Thì giờ đây, trong giây phút thiêng liêng này, ai cũng muốn được đến gần bên cụ, được nhìn cụ hồi lâu, được nhìn lần cuối nữa. Hình ảnh người đã đi vào tâm trí, tâm hồn người như một tấm gương trong, cho con cháu cùng được soi chung, trong suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do phụ mẫu, từ hiếu chân tâm tại tử tôn. Cụ động viên các con khi thành đạt, chia sẻ với các con lúc khó khăn, giúp đỡ các con trong cuộc sống. Ai làm việc gì chưa đúng, cụ dạy bảo đến nơi đến chốn, phân tích điều hay lẽ thiện để các con tự sửa mình. Con nào cụ cũng thương cũng quý, trai gái dâu rể cụ luôn công bằng. Dâu là con, rể là khách. Nhưng với cụ thì ngược lại, cụ luôn đối xử công bằng với con trai, con gái, con dâu, con rể như nhau. Bởi vậy khi được tin sức khỏe của cụ giảm sút, có chiều hướng xấu, các con rể của cụ, người gần kẻ xa, luôn quý kính trọng cụ.
Mặc dù các anh các chị mỗi người đảm trách một công việc do xã hội phân công, dù bận rộn đến mấy với việc lo toan cơm áo gạo tiền làm giàu chính đáng, nhưng các anh các chị vẫn dành thời gian đưa con cháu về thăm cụ, đồng quà tấm bánh, lời động viên an ủi cụ lúc tuổi già xế bóng. Con nào cụ cũng thương cũng quý, trai gái dâu rể cụ luôn công bằng, luôn lấy chữ tâm chữ đức răn dạy các con sống ở đời phải học chữ nhân chữ nghĩa. Anh em đoàn kết hòa thuận, dạy bảo con cái học hành, tu nhân tích đức làm việc có ích cho xã hội. Với các cháu, cụ luôn ân cần chăm chút dạy bảo như chăm cây non trước phong ba bão táp cuộc đời. Các cháu ngoan học giỏi, cụ động viên bằng tình thương bao la của người ông, người cụ. Bởi vậy, mỗi năm qua đi, khi thấy sức khỏe của cụ không được tốt, các con cháu luôn thấy lo lắng khôn nguôi. Tuổi cao của cụ bệnh trọng, con cháu gia đình dòng tộc dõi theo từng ngày từng giờ. Những ngày yếu đau nằm trên giường bệnh, chỉ một tiếng ho khan của cụ cũng làm con cháu bàng hoàng thảng thốt. Con cháu túc trực ngày đêm nâng niu ân cần chăm sóc, bón cho cụ từng thìa cháo thìa canh, những mong từng ngày cụ mau chóng bình phục. Thấy cha đã già tuổi cao mà bệnh trọng, con cháu nhìn nhau mà cùng nghĩ rằng, giá như mà gánh nặng thì chúng con cùng ghé vào cùng đỡ, giá như hiến tặng được gì trong cơ thể cho cha, chúng con cũng sẵn sàng. Đằng này vì tuổi cao sức yếu không sao được nữa, y học hiện đại cũng phải bó tay. Và cụ đã chút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt mãi mãi ra đi. Đau thương này thật là lớn lao, mất mát này thật là vô hại, không gì bù đắp nổi. Từ trong sâu thẳm lòng mình, qua ánh mắt hiền từ ấy, chúng con hiểu rằng cụ muốn nói, cho dù vật đổi sao rời, thì các con, anh chị em, các cháu cũng phải luôn đoàn kết, thương yêu nhau, lấy chữ trung chữ hiếu làm đầu, phải giữ bền nền nếp gia phong trong gia tộc, giữ vững nếp nhà và giữ chọn làm người trung nghĩa. Cụ ra đi, nhưng lối sống giản dị đức độ của cụ thì vẫn còn đó, như một tấm gương trong để con cháu cùng soi chung và suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do phụ mẫu, tự hiếu chân tâm tạo tử tôn. Ba hồi trống cái đã vang lên như bóp nghẹt những trái tim con cháu, biết bao nhiêu nỗi xót xa đang tràn ngập bên cụ. Cảnh biệt ly lòng dạ rối bời, trời bỗng nổi phong ba bão táp. Ôi áo đỏ thìm cụ chê mềm, mua cụ áo gỗ lót êm cụ nằm. Vải vàng con lót bên trong, vải trắng quấn lại là xong đặt vào. Con cháu lòng dạ nao nao, dòng dòng nước mắt cúi chào cụ đi. Cha ơi, nắp quan tài vẫn chưa đóng chặt, mà căn nhà này lạnh lẽo quá cha ơi. Rồi con cháu và thân nhân trong gia tộc gạt lệ rơi, nhận những tấm khăn tang màu trắng màu vàng.
trắng những khăn tang trắng mái đầu, trắng màu áo trắng trắng thương đau, và những dải tang vàng nho nhỏ trên mái đầu xanh chắt mắt hoe vàng. Người đội tang là đội tình ân nghĩa, tình là tình ruột da máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con lấy đạo nghĩa làm trọng. Cụ ơi, khi hay tin cụ đã qua đời quy tòng tiên tổ, cả dòng họ bên nội bên ngoại, bà con lối xóm, hàng phố, quý khách gần xa, sắp xếp trăm công nghìn việc mà không quản đường xá xa xôi, và dành thời gian công sức đáng kể để đến thăm viếng, chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang chủ. Thật cảm động trước sự hiện diện của mọi người. Ân nghĩa này thật là lớn lao, con cháu gia đình ghi lòng tạc dạ, cùng cúi đầu xin được bái tạ. Ôi thôi thôi, thế là một cuộc đời gửi cho hậu thế một lời tri ân. Phút giây chốt lại bụi trần, trở về cõi Phật yên bình ngàn thu. Cụ ơi, thế là cụ đã cưỡi hạ quy tiên, cụ đã về cõi vĩnh hằng, cụ đã ra đi mãi mãi. Anh chị em chúng con, các cháu chắt, cầu cho hương hồn cụ được siêu thoát cùng tổ tiên về với các vị thánh hiền ở thế giới bên kia. Bàn thờ bóng phủ thê lương, tàn cho rơi rụng bát hương vơi đầy. Khói mờ tựa như bóng mây, hồn cụ phảng phất đâu đây hỡi người. Các đoàn đến đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm dạ tần ngần. Con cháu đáp lễ bội phần, chia sẻ bi khúc lệ rơi nhạt nhòa. Linh thiêng ở chốn gần xa, thấu trong tình cảm mọi nhà viếng thăm. Khói hương phảng phất hư không, xin ghi khắc lại tấm lòng gửi trao. Tình quê nghĩa họ dạt dào, chốn bao nhân bản đời bao tấm lòng. Tang quyến cảm tạ tấm lòng, cúi xuống ghi nhận ngàn trùng bái ghi. Âm dương cách biệt chia ly, người về chín suối phục quy thổ thần. Người dương thế cả xa gần, anh em con cháu bội phần tiếc thương. Nhớ khi cụ sống khiêm nhường, cần cụ tiết kiệm theo gương tiên hiền. Ôi đau thương giờ phút đau thương, mà con hàng phố họ Mạc, anh em con cháu cùng bạn bè thân hữu gần xa, với nén tâm hương thành kính, lại càng thêm thấu nỗi buồn chia ly từ biệt. Vậy là khói tỏa ngàn mai, lung linh nến tỏ nhạc lòng bi thương. Mây trắng muôn thùa bao nỗi nhớ, nước sông trôi nhẹ nỗi niềm thương. Tình người bất hủ luôn tâm tưởng, ấm mãi lòng người đậm sắc hương. Cụ đi dòng tộc bao nhung nhớ, bóng cụ đâu đây khuất xa mở.
những nỗi đau quặn xé lòng con cháu. Không gian mịt mờ hương khói, trong ánh sáng của những hàng nến lung linh mờ ảo, trong điệu nhạc lâm khúc bi ai nức nở xót thương. Thật là hỡi ôi kiếp nhân sinh 36.000 ngày, nào ai tránh khỏi dã bỏ cõi trần, cụ về với âm cung. Giờ vĩnh biệt lệ rơi đầm nước mắt, phút chia ly đau thắt trái tim con. Cụ về cõi Phật bình yên, ngàn thu thanh thản ở trên niết bàn. Cụ đi để lại muôn vàn thương nhớ, âm dương đà cách trở đôi nơi. Và thế là từ nay trong mái ấm này, anh chị em con cháu chúng con vĩnh viễn mất đi một người cha vô cùng tôn kính. Các cháu mất đi một người cụ đôn hậu dịu hiền. Trời mưa giọt lệ con tuôn, ghi lời hiếu kính từ muôn phương trời. Chỉ còn ít phút nữa thôi là cha không còn ở trong căn nhà thân thương này nữa. Nỗi đau bóp nghẹt trái tim anh chị em chúng con. Chúng con quỳ bên cha, chúng con muốn bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn với cha đã cho chúng con hình hài, cho chúng con ngày hôm nay và mai sau mãi mãi. Quỳ bên cha, mong cha hãy tha thứ cho chúng con vì cuộc sống không được nâng giấc cha lúc tuổi già. Mong cha mở lòng nhân từ tha thứ cho chúng con cha nhé. Chúng con xin hứa với cha rằng chúng con sẽ sống xứng đáng là những đứa con của cha, và cha mãi mãi là người cha bất tử của chúng con. Cuộc đời cha thấm gió sương để mãi mãi đậm hương vị ngọt ngào. Công này ví tựa non cao, ơn này sánh tựa vì sao trên trời. Kính thưa Vương Hồn, cụ Trần Ngọc Liên, kính thưa toàn thể gia đình, nghe tin cụ đột ngột qua đời, chúng tôi gồm cán bộ, nhân dân, chi hội người cao tuổi, chi hội phụ nữ, cùng bà con, xóm láng, đường phố, khu dân cư 4, phường Trần Phú, tới đây thắp nén hương thơm để kính viếng hương hồn cụ và xin chia sẻ nỗi đau thương mất mát lớn lao này cùng toàn thể gia đình trang chủ. Để tưởng nhớ và tiễn đưa cụ tới nơi an nghỉ cuối cùng, đề nghị và chúng ta dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
Cha tôi mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn, không thể lấy gì bù đắp được. Gia đình, mẹ tôi mất đi một người chồng, anh em chúng tôi mất đi một người cha, các con của chúng tôi đã mất đi một người ông kính mến, họ hàng nội ngoại mất đi một người thân nhất bậc yêu thương, và các đoàn thể mất đi một người bạn, một hội viên tận tụy, hiền tử. Cha tôi mất đi, nhưng công lao đóng góp của cha sẽ mãi được mọi người ghi nhận, và hình bóng đạo đức của cha tiếp tục đi cùng tất cả mọi người trong tiến trình xây dựng và phát triển quê hương. Cha của anh em chúng tôi là trụ cột trong gia đình, là bếp lửa của cả đại gia đình và là chỗ dựa tinh thần của chúng tôi. Đã chút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt mãi mãi ra đi, chắc chắn khó có gì bù đắp nổi. Từ trong sâu thẳm của lòng mình, chúng tôi luôn luôn ghi nhớ những lời cha dặn: các con phải thương yêu đoàn kết, lấy chữ trung chữ hiếu làm đầu, phải giữ bền nền nếp gia phong trong gia tộc. Cha tôi ra đi, nhưng lối sống giản dị với đức độ của cha thì vẫn còn đó, như một tấm gương lớn để con cháu cùng soi chung và suy ngẫm để tự sửa mình. Sinh thành đạo đức do phụ mẫu, tự hiếu chân tâm tạo tử tôn. Cha ơi, ba hồi chốc cái đã vang lên như bóp nghẹt những trái tim con cháu. Cha có biết bao nỗi xót xa đang tràn ngập bên cha. Cảnh biệt ly lòng dạ rối bời, trời bỗng nổi phong ba bão táp. Cha ơi, nắp quan tài vẫn chưa đóng chặt mà căn nhà này lạnh lẽo quá. Cha ơi, rồi con cháu và thân nhân trong gia tộc gạt lệ rơi, nhận những tấm khăn tang màu trắng màu vàng. Người đội khăn tang là nội tình ân nghĩa, tình là tình ruột già máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con lấy đạo nghĩa làm trọng. Cha ơi, thì hãy tin cha đã qua đồng tiên tổ, thì bà con lối xóm quý khách gần xa đã sắp xếp trong công nghìn việc mà không quản ngại đường xá xa xôi, và dành thời gian công sức đáng kể để thăm viếng chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự hiện diện của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng, con cháu gia đình xin ghi lòng tạc dạ và cùng cúi đầu được bái tạ. Các đoàn đến đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm dạ tần ngần, con cháu đáp lễ bội phần, chia sẻ bi khúc trời xuân nhạt nhòa. Linh thiêng ở chốn gần xa thấu trăng tình cảm mọi nhà viếng cha. Khói hương phảng phất hư không, xin khi gác lại tấm lòng gửi trao. Tình quê nghĩa họ dạt dào, chốn bao nhân bàn đời bao tấm lòng. Tang quyến cảm tạ tấm lòng, cúi xuống ghi nhận ngàn trùng bái ghi. Âm dương cách biệt chia ly, người về chín suối phục quy thổ thần. Người dương thế kẻ xa gần, anh em con cháu bội phần tiếc thương.
Nhớ khi xưa cha sống khiêm nhường, cần cù tiết kiệm theo gương tiên hiền. Giờ đây cha đã lên thuyền, xuôi về chín suối cùng tổ tiên quê nhà. Vậy là khói tỏa ngàn mai, lung linh nến tỏ nhạc lòng bi thương. Mây trắng muôn thùa bao nỗi nhớ, nước sông trôi nhẹ nỗi niềm thương. Tình người bất hủ luôn tâm tưởng, ấm mãi lòng người đậm sắc hương. Kẻ ở người về bao nhung nhớ, bóng cha đâu đây quất xa mờ. Trong căn nhà trong vắng,
Bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi không cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con. Đã đến giờ tổ chức tang lễ cho cụ Trần Ngọc Liên, kính mời toàn thể nhân dân trở về phòng tang để dự lễ truy điệu cho cụ Trần Ngọc Liên. Lễ truy điệu bắt đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa hương hồn cụ Trần Ngọc Liên, kính thưa toàn thể gia tăng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và khu dân cư, kính thưa toàn thể nhân dân, được tin cụ Trần Ngọc Liên sinh ngày 25 tháng 2 năm 1942 tại Vân Tràng, Nam Trực, Nam Định, nay thường trú tại số nhà 24 đại lộ Hồ Chí Minh, thành phố Hải Dương. Do lâm bệnh nặng, tuổi cao, đã được gia đình tận tình chăm sóc, nhưng không qua khỏi đã vĩnh biệt chúng ta vào hồi 3:05 ngày 8/9/2021, tức ngày 2/8 năm Tân Sửu, hưởng thọ 80 tuổi. Ngay khi được tin cụ về với tiên tổ, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, gia đình đã thống nhất thành lập ban tang lễ cho cụ Trần Ngọc Liên như sau. Một là Nguyễn Thị Minh Theo, trưởng khu dân cư, trưởng ban. Hai là ông Lê Văn Lương, trưởng ban công tác mặt trận, phó ban. Ba là ông Phạm Xuân Đông, chỉ huy chi hội trưởng người cao tuổi, chi ủy viên. Và Nguyễn Thị Hằng, chi hội trưởng phụ nữ, ủy viên. Ông Trần Ngọc Hùng, ủy viên đại diện cho gia đình. Qua hai ngày tang lễ, ban tổ chức và gia đình đã đón nhận được các đoàn đại diện cho các ban ngành đoàn thể, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, bạn bè, bà con xóm phố, bạn bè thân bằng vô hữu gần xa đã đến cúng viếng cụ Trần Ngọc Liên và chia buồn cùng gia quyến. Thay mặt ban tang lễ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Minh Theo, trưởng khu dân cư số 4, phường Trần Phú, nên chủ trì lễ truy điệu và đọc lời kính điện cụ Trần Ngọc Liên. Xin kính mời bà. Kính thưa hương hồn cụ Trần Ngọc Liên, kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cùng bà con, họ hàng, thân bằng, phố hiệu gần xa của toàn thể gia quyến. Kính thưa các đồng chí cán bộ và toàn thể nhân dân, khu dân cư số 4, phường Trần Phú. Cụ Trần Ngọc Liên, người công dân của khu dân cư 4 chúng ta, đã đột ngột qua đời sau một cơn tăng huyết áp. Cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 3:05 ngày 8/9/2021, tức ngày 2/8 năm Tân Sửu, hưởng thọ 80 tuổi. Cụ Trần Ngọc Liên sinh ngày 25/2/1942, nguyên quán tại thôn Vân Tràng, xã Nam Gia, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Chú quán tại số nhà 24, phố Đại lộ Hồ Chí Minh, khu dân cư số 4, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương. Cụ là người con cả trong một gia đình gồm 7 anh chị em. Cụ sinh ra tại Sang Tô, Tân Đạt. Ở thiếu thời, cụ đã tham gia trong đoàn thanh thiếu niên thuộc hội Liên Hiệp Sang Tô, Tân Đạt, là hội viên của hội Sang Tô Tân Đạt. Cụ tích cực tham gia đóng góp và tham dự vào các ngày tổ chức lễ hội quốc khánh,
lấy tiền gửi về quỹ kháng chiến và quỹ khuyến khuyết quốc gia. Kính thưa ban tang lễ và các quý khách gần xa, kính thưa toàn thể nhân dân trong khu và gia đình kính mến, vào tháng 9 năm 1963, nghe theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bộ đã cùng với cả gia đình trở về Việt Nam sinh sống. Cụ xây dựng gia đình cùng cụ bà, cụ ít xét. Gia đình cùng chú quán tại số nhà 24, phố Đại Lộ, Hồ Chí Minh. Các cụ sinh thành được 3 người con, 1 trai, 2 gái. Các con của cụ đều đã trưởng thành, đều là những người con có ích cho gia đình, cho xã hội. Và họ đã tặng cho gia đình cụ được 4 cháu nội ngoại và 4 chất ngoại. Khi về Việt Nam, cụ tham gia công tác tại xí nghiệp đóng tàu 19 tháng 5, tỉnh Hải Dương. Được một thời gian, cụ được điều động sang lái xe, phục vụ cho ông Châu, giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cho đến ngày nghỉ hưu theo chế độ. Trong suốt những năm tháng tham gia công tác ở lĩnh vực nào, cụ cũng cống hiến rất nhiệt huyết, tận tình, có tâm với đời, có tâm với nghề, có tâm với công việc, nên cụ đã được trao tặng huân chương kháng chiến hạng 3 và nhiều bằng khen, giấy khen của xí nghiệp đóng tàu 19 tháng 5 và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương. Kính thưa ban tang lễ và các quý khách gần xa, kính thưa toàn thể nhân dân trong khu và gia đình kính mến, trong cuộc sống đời thường, sinh qua hạ, tử bất kỳ, trong 80 năm của cuộc đời của cụ có lúc thăng lúc trầm, nhưng với bản chất con người của cụ luôn vượt qua mọi sóng gió, kể cả khi đã đi nhận hàng cho xí nghiệp Hải Phòng, xe và người đã bị trúng bom Mỹ. Cụ đã được các bác sĩ Cuba ở bệnh viện cứu chữa, cứu sống cụ, mặc dù đã bị mổ đi mổ lại nhiều lần, nằm viện hàng năm trời, cuối cùng cụ vẫn chiến thắng được dịch bệnh. Trong suốt quá trình sinh sống tại khu dân cư, cụ và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, cũng như thực hiện tốt các điều khoản trong hương ước, quy ước của khu dân cư. Cụ là người sống rất chan hòa, tình cảm đối với tất cả mọi người, nên sự ra đi đột ngột của cụ đã để lại nhiều tình yêu thương tiếc nuối của mọi người trong gia đình cũng như phố xóm. Gia đình đã mất đi một người chồng, người cha, người ông, người cụ đáng kính và để lại nỗi buồn thương cho chúng tôi. Ở tuổi 80, cụ đột ngột ra đi để cho con cháu nói gì giờ đây. Từ hôm qua đến hôm nay, chỉ biết túc trực cả ngày lẫn đêm, mong cụ yên giấc nghỉ yên, đi về cực lạc tổ tiên cõi đời. Thế là hết một cuộc đời, sông sâu biển rộng, ngàn trùng cách xa. Cha già vắng bóng trong nhà, bỏ con bỏ cháu ra đi một mình. Trên trần thế giờ nhiều đổi mới, báo hiếu hôm nay chỉ là cát bụi, lời tiếng thăm ngắn ngủi đôi hàng. Ba đất đất ngàn trùng cách trở, ba nén nhang thơm bao niềm lung nhớ. Và giờ đây, trước giây phút biệt ly người còn người mất này, chúng tôi xin chúc cụ an giấc nghỉ yên, đi về cực lạc tổ tiên cõi đời. Nhân dân khu 4 chúng tôi làm lễ truy điệu tiễn người an giấc ngàn thu, và để tưởng nhớ cũng như tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, thay mặt ban tang lễ, tôi đề nghị toàn thể nhân dân chúng ta hãy dành một phút mặt niệm cụ. Phút mặt niệm bắt đầu. Thank you.
tổ chức xin chân thành cảm ơn bà. Tiếp theo chương trình, xin kính mời vị đại diện cho gia đình nên phát biểu ý kiến. Thưa các cơ quan đoàn thể quý ông bà cô bác anh chị em nội ngoại thân bằng quyền thuộc bạn bè thân yêu, anh ông cha cụ chúng tôi là Trần Ngọc Liên, nguyên quán ở thôn Vân Tràng, xã Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, là kiều bào hồi hương về nước năm 1963, cùng gia đình theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước về để xây dựng quê hương đất nước sau khi miền Bắc được giải phóng khỏi sự đô hộ của đế quốc xâm lược. Nay đã từ trần vào lúc 3:05 ngày 8 tháng 9, tức ngày 2 tháng 8 năm Tân Sửu, hưởng thọ 80 tuổi. Nay để đưa cụ về an táng tại nghĩa trang Cầu Thương, thành phố Hải Dương. Đây là một sự mất mát to lớn, không gì đáp được trong đời sống tình cảm và về mọi phương diện của đại diện của đại gia đình chúng tôi. Sự mất mát đột ngột là một những điều đáng buồn nhất, là một trải nghiệm đau đớn xảy ra trong cuộc đời. Mất đi một người thân yêu luôn là một thử thách khó khăn, đặc biệt đối với một thành viên thân thiết trong gia đình. Anh, ông, cha, cụ của chúng tôi đã mãi mãi ra đi đến sự thanh thản vĩnh viễn mà không phải chịu sự đau đớn đời. Chúng tôi không biết nói gì hơn là lòng cảm ơn chân thành của gia đình chúng tôi gửi tới các cơ quan đoàn thể, gửi tới đoàn thể quý ông bà cô bác anh chị em nội ngoại thân bằng quyền thuộc, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi điện, vòng hoa, tin nhắn chia buồn. Đặc biệt là đã đến viếng đưa linh cữu của anh, ông, cha chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin cảm ơn ban tang lễ khu dân cư số 4 quận Tân Phú, thành phố Hải Dương đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang chu toàn, trang trọng. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi xin được niệm tình tha thứ. Thay mặt các toàn thể gia đình, anh, ông, cha, cụ chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt các tang lễ, xin trân trọng cảm ơn đại diện gia đình. Đã đến giờ đưa cụ Trần Ngọc Liên về nơi an nghỉ cuối cùng, xin kính mời con cháu vào vị trí chuẩn bị di quan. Thương nhớ cụ, cỏ cây xào xạc, cá xôn xao mặt nước chiều tà. Cụ ơi, ông ơi, người cha muôn vàn kính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời, chỉ trách thay tạo hóa xoay vần, tử thần nghiệt ngã. Cuộc đời cha bao phần vất vả, từ thuở hàn vi phải chất chiêu từng bát gạo củ khoai. Cha đã cùng mẹ tần tảo sớm kia nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con hằng mong ước cha mẹ được thọ trường, cùng con cháu sum vầy gia thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, thì cha đã vội theo hầu tiên tổ. Những nén hương thơm lần lượt
được dâng lên cung kính, gửi khói hương bay cho hồn người chứng giám tấm lòng gia tộc cháu con. Như mới sớm qua thôi, chén trà nóng con pha, cha chưa kịp uống, bỗng lặng đi trong hơi thở cuối cùng. Trước lúc đi xa, mấy đêm liền điện thắp sáng thông đêm. Ý tưởng của người muốn cho trong nhà này bao giờ cũng sáng. Vâng, lời cha dạy chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Lời cha dạy là lời di chúc, chúng con xin nguyện để trong tim, và sẽ sống cho linh hồn người thanh thản. Đến với lễ tang cụ hôm nay bằng cả tấm lòng, đội trống đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và trang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết. Bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, cụ luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi cụ đi xa, tình làng nghĩa xóm với tan quyến như một nhà, thủy chung như nhất. Trong giờ phút tống trung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Lễ hành tang và an táng cụ nơi lung linh bóng nước in trời, in cả đoàn người theo bước hành tang. Tiếng trống phách, tiếng kèn của hai đoàn nhạc hiếu hòa quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng một vùng quê dạo dực con tim, rung động lòng người. Tiếng trống phách, tiếng kèn quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng một vùng quê dạo dực con tim, rung động lòng người. Vì tình hình dịch bệnh, nhà đài không tổ chức lễ truy điệu một gia đình nhà hiếu thông cảm. Trước khi đưa linh cữu vào đài hóa thân, kính mời quý vị đơn tiên cùng toàn thể tam quyến đứng trang nghiêm, dành một phút mặc niệm trước phong linh cũ. Phút mặc niệm bắt đầu.
phút mà việc nó qua, nhưng mà gia đình đang muốn đi bỏ qua đến kia để cái việc vụ lần cuối. Cha ơi, suốt một đời vất vả, sống hết lòng vì nhân nghĩa yêu thương, vì chúng con mà cha thức trắng đêm trường, vì nội ngoại cha đã hy sinh tất cả. Cha ơi, sao cha đi vội vã, để lại lòng con bao nỗi đớn đau. Cha ơi, lòng con đau như xé, đâu ngỡ rằng giờ vạn dặm cách xa, còn những mong được phụng dưỡng tuổi già, bù cho cha những gian lao vất vả. Cha ơi, sao nỡ đi vội vã, hay dừng chân bởi dìu dắt chúng con thêm. Giờ thương đau cao ngất chín tầng mây, con cách biệt đâu được nhìn thấy cha nữa. Cha ơi, cha đi lần nhường hết, chẳng hưởng gì phúc lộc điền viên. Nhưng với con ơn đức chưa báo đền, chúng con sẽ cố gắng làm vui lòng mẹ. Cha ơi, con chưa vội biết lễ, chút lòng thành thắp một nén hương. Hãy tin con khi đơn chiếc đêm trường, chúng con anh em nhớ cha chỉ khóc thầm lặng lẽ. Cha ơi, tuổi chúng con còn trẻ, sống dại khờ chưa hiểu hết nỗi nông sâu. Nếu khi xưa chót làm cha buồn rầu, ngàn lạy cha hãy rộng lòng lựa thứ. Thank you.
cha ơi, những nỗi quặn đau xé trong lòng con cháu, không gian mờ mịt ương khói trong ánh sáng của những hàng nến lung linh mờ ảo, trong điệu nhạc lâm khúc bi ai nức nở xót thương cha. Thật là trắng những khăn tang, trắng mái đầu, trắng màu áo trắng trắng thương đau, trắng màu nắng mới bên hiên bắn, trắng cả chiều hôm, trắng đêm thâu. Cha ơi, cha đã dã bỏ cõi trần để về với âm cung, giờ vĩnh biệt lệ rơi đầm nước mắt. Phút chia ly đau thắt con tim, cha về với cõi phận bình yên, ngàn thu thanh thản ở trên niết bàn. Cha ra đi để lại muôn vàn thương nhớ, âm dương đà cách biệt đôi nơi. Cha nằm yên nghỉ thành thơi, một vần sau cuối viết lời tiễn đưa. Cha ơi, nỗi đau mất cha là nỗi đau tận cùng của những nỗi đau, nhưng mà ai có thể chống lại được với vòng quay của tạo hóa đâu. Sinh có hạn, tử bất kỳ, đời người nào mà ai tránh được số phận. Thế là từ nay anh em chúng con mất đi một người cha vô cùng tôn kính, các cháu mất đi một người ông dịu hiền đôn hậu. Cỏ cây hoa lá và cả mảnh vườn này cũng mất đi hình bóng người bạn già tri âm tri kỷ. Ngao ngán cuộc đổi thay dâu bể, rụng rời cơ chia rẽ âm dương, làm cho đau đớn thảm thương vừa đây sau đã đoạn trường bi ai. Khói hương này ông ơi thấu tỏ, vĩnh biệt người ôi giây phút biệt ly, đã thành sinh ký tử quy, trăm năm ai cũng qua kỳ nhân sinh. Mọi người cúi đầu đốt một nén hương, mấy hàng dãi tỏ đoạn trường cô ai, cúi lại nguyện Phật mười phương hộ, hồn ông đi tịnh độ Tây phương, Quan Âm thế chí dẫn đường, hiện thân chứng giám cảm thương độ trì. Trong giây phút đau thương nặng nề này, con cháu muốn níu giữ cố quan tài từ từ đi xuống biệt. Thiên thu vĩnh biệt là đây. Ơi trời cao lồng lộng, ơi đất dày ẩm sâu, sống nhờ đất, chết lại về với đất. Bởi có tình người làm ăn chân thật, ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở, và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp lên phần mộ, chúc người yên giấc mộng say. Nghìn thu thơm thảo đất này quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Khóc cha con viết phần thơ máu, bởi cuộc chia ly quá bất ngờ,
nỗi đau còn mãi cùng năm tháng, chút xuống đầu con cháu bơ vơ. Đứng lặng trước mồ cha hoa phù, không thể tin rằng đã mất cha. Họ hàng đó ngàn đóa hoa thương tiếc, gọi cha hoài sao cha vẫn đi đâu. Trời hỡi vì sao giông tố nổi, phải chăng xanh thẳm cũng đau lòng. Trước cảnh cha tôi lìa dương thế, mây sầu giỏ những giọt mưa trong. Rồi đây những đêm trường vắng lạnh, ai người ra mộ gọi cha ơi. Hồn có linh thiêng về chốn cũ, đừng ở nơi này cõi đơn côi. Đau đớn quá cha ơi, thôi vĩnh biệt, nỗi nhớ thương không nói thành lời. Nuốt lệ vào tim đành im lặng, mỗi đêm buồn con lại gọi cha ơi. Cha ơi cha, suốt một đời vất vả, sống hết lòng vì nhân nghĩa yêu thương. Vì các con cha thức trắng đêm trường, vì nội ngoại cha hy sinh tất cả. Cha ơi cha, sao cha đi vội vã, để lại lòng con bao nỗi đớn đau. Cha ơi, lòng con đau như xé, đâu ngỡ rằng giờ vạn dặm cách xa. Con những mong được phụng dưỡng tuổi già, bù cho cha những gian lao vất vả. Cha ơi, sao nỡ đi vội vã, hãy dừng chân và dìu dắt con thêm. Giờ thương đau cao ngất chín tầng mây, cha ơi, cha đi là nhường hết, chẳng hưởng gì phúc lộc điền viên. Riêng với con ơn đức chưa báo đền, con sẽ cố làm vui lòng cha mẹ. Cha ơi, con vụng chưa biết lễ, chút lòng thành thắp một nén hương. Hãy tin con khi đơn chiếc đêm trường, con nhớ cha chỉ khóc thành lặng lẽ. Cha ơi, tuổi chúng con còn trẻ, sống dại khờ chưa hiểu hết nông sâu. Nếu khi xưa chót làm cha buồn rầu, ngàn lạy cha hãy rộng lòng lượng thứ.